các bạn, vậy là sau 17 năm thì không phải là gia đình anh Thắng chị Hương đón được một em bé như chị Hương mong muốn, mà ở đây chúng ta có hai em bé, hai thiên thần nhỏ vừa chào đời. Và đây chính là điều kỳ diệu của đêm giao thừa mà chúng tôi muốn dành cho tất cả quý vị khán giả truyền hình. Vâng, cháu bé đang ngủ rất là say. Anh Thắng đang ôm, bạn này là bạn em đúng không ạ? Bạn này là bạn Phúc ạ. Bạn Phúc là em trai. Em trai ạ, dạ. Vâng, thế còn Hương đang ôm bạn? Bạn Hạnh ạ, bạn gái ạ. Vâng. Là chị gái đúng không ạ? Vậy là họ đã thỏa lòng mong ước sau 17 năm với hai em nhỏ, một em gái, một em trai, hai em tên là Hạnh Phúc. Vâng, và bên cạnh đây thì có Quang Hải đang nói rằng: anh ơi, em có món quà muốn dành tặng cho hai bé sau khi xem những hình ảnh vừa rồi. Chắc chắn là Quang Hải ơi, Quang Hải chắc chắn là muốn chia sẻ một điều gì với cả hai bé và gia đình anh Thắng và chị Hương chứ. Thật sự khi mà nghe câu chuyện của hai em, hai bé Hạnh Phúc thì cá nhân Hải cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ thôi là hai đôi giày, mong rằng là sẽ tạo được thêm động lực cũng như là hai bé có thể vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Và biết đâu một ngày nào đó thì sẽ thấy hai em trở thành một cầu thủ chẳng hạn. Tức là, rồi, là bé trai bé là bé cầu Phúc, thủ. Bé Phúc, bé đúng Phúc. Vâng. Hãy tặng quà cho hai bé đi. Vâng. Mặc dù các bé thì mới sinh nhưng mà tặng giày tập đi vào cái thời điểm sát giao thừa này. Wow. Mình nghĩ là món quà rất là đáng yêu và rất là cầu thủ bóng đá đúng không? Rất là Quang Hải. Vâng, một đôi màu xanh, trắng và một đôi màu hồng cho hai bé Hạnh Phúc. Cảm ơn Quang Hải. Vâng, và một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho hạnh phúc của gia đình nhỏ bé đến từ Quảng Ninh. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta luôn luôn phải sống biết bền bỉ với những ước mơ của mình và niềm hy vọng sẽ đến. Và chúng ta chỉ còn gần 2 phút nữa thôi là đến với năm mới. Bây giờ chúng tôi đang ở trên sân khấu của chương trình Một Sân Khấu Một Điểm Xem Pháo Hoa lý tưởng chưa từng có trên nóc tòa nhà bưu điện Bờ Hồ mà chúng ta vẫn gắn bó qua nhiều năm. Và bên cạnh tôi là hai vị khách lớn tuổi nhất của chương trình, hai người đã từng có nụ hôn lịch sử trong đêm giao thừa năm trước. Wow. Giáo sư Đặng Anh Đệ và bác Lê Lan Phương. Vâng, cháu chào hai bác. Hai bác lại có mặt ở đây và như là biểu tượng của tình yêu, của sự trẻ trung và hạnh phúc. Hai bác có sẵn sàng để chúng ta cùng đón năm mới với một nụ hôn lần tiếp theo không ạ? Mà thì như là theo đúng như thông tục thì phải đến khi nào bắt đầu kim đồng hồ chập vào 12 giờ thì chúng ta mới làm điều đấy. Đúng ạ. Vâng. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng đếm ngược. Chúng ta vừa xem pháo hoa, chúng ta vừa đón xem một câu chuyện tình lịch sử vô cùng tình cảm. Bởi vì theo như là thông báo thì hiện nay chúng ta chỉ còn có chưa đầy 30 giây nữa là chúng ta đã bước sang năm mới Kỷ Hợi rồi ạ. Vâng. Bác nói gì đi bác? rất là sung sướng và rất là cảm động vì là được lên cho TV và được lên chỗ bưu điện này để mà ngắm cảnh, ngắm giao thừa rất là đẹp. Vâng, vậy là coi như là bác đã đồng ý, hai bác đã đồng ý. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới! Oh,
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, niềm tin và hy vọng lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta. Vào thời khắc thiêng liêng hết sức có ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc. Nhìn lại năm Mậu Tuất 2018 vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy với sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận. Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và hướng tới Đại hội 13 của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, thắng lợi mới. Học theo thơ Bác Hồ, tôi cũng xin nôm na có mấy vần: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà. Cả nước hân hoan mừng xuân mới, khải hoàn ta viết tiếp bài ca. Chào thân ái.
Trong Bát Nhã Tâm Kinh, bản kinh căn bản của Đạo Phật, có khuyên chúng ta rằng cuộc sống sẽ thực sự hạnh phúc khi mọi người biết quan tâm, chia sẻ với nhau, gieo yêu thương của mình đến tới muôn loài chúng sinh, cũng như trồng một cái cây, gieo một sự sống, nuôi một điều thiện. Xuân mới như một cuốn sách, hãy cầm cây bút trong tay bạn để viết nên một câu chuyện đẹp cho chính mình. Chúng ta sẽ không nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm cũ nữa, mà chúng ta sẽ nói về cái điều mong ước lớn nhất cho một năm mới là gì. Đầu tiên là xin hỏi huấn luyện viên Mai Đức Chung ạ. Vâng, có lẽ tôi hơi tham một chút. Tôi mong ước ba điều. Cái điều thứ nhất ấy là mong ước đất nước Việt Nam chúng ta bình yên, ấm no, hạnh phúc, không có người nghèo. Điều thứ hai là mong ước nền thể thao của Việt Nam chúng ta tiến bộ hơn. Điều thứ ba, mong ước đội tuyển bóng đá nam và nữ chúng ta vào đến World Cup. Đấy là ba điều. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau xem những cụm pháo hoa cuối cùng đón năm mới trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Vâng, và tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly để cùng nhau chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thì là tôi vẫn còn đang để dành một câu hỏi cũng y chang như là với huấn luyện viên Mai Đức Chung, đó là với Quang Hải. Quang Hải ơi, nếu như mà bạn có một cái dự định gì trong một năm mới thì chắc là mình cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ ngay vào cái thời khắc này, bởi vì đây là thời khắc thiêng liêng nhất. Nếu như chúng ta ước điều gì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Thật sự thì Quang Hải chỉ ước bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, với bóng đá nữ, bóng đá nam, hoặc là tất cả các đội tuyển trẻ sẽ luôn luôn thi đấu gặt hái được thật nhiều những thành công ở năm 2019. Và chắc chắn rằng cái điều mà mong muốn nhất là năm tới đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có được tấm huy chương vàng SEA Games. Tôi nghĩ rằng đây là một người đàn ông rất là tuyệt vời khi mà anh ấy đã hết lòng cho sự nghiệp bóng đá của mình. Thế mà nhìn sang ngay bên tay phải tôi là ba mẹ của Quang Hải. Quang Hải ơi, hãy nói một điều gì với cha mẹ của mình chứ nhỉ? Thật sự là Hải muốn là nói điều là Hải rất là yêu ba mẹ, yêu gia đình mình. Và hãy nói với bố mẹ mình đi, hãy nói với bố mẹ của mình đi. Con yêu bố mẹ rất là nhiều và mong rằng bố mẹ sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn bên cạnh để làm hậu phương vững chắc cho con có thể thi đấu thật là tốt. Quá tuyệt vời. Một lần nữa xin được chúc mừng hạnh phúc cho gia đình của cầu thủ Quang Hải ạ. Như vậy là màn pháo hoa của chúng ta vẫn đang tiếp tục và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục những lời chúc mừng năm mới đến với tất cả những người thân yêu nhất của mình. Thật tuyệt vời. Bao giờ mà chúng ta được nhìn pháo hoa gần như thế này, gần như những cái bụi pháo hoa nó rơi thẳng vào tầm mắt của chúng ta. Đúng như tôi đã nói và chia sẻ với tất cả quý vị khán giả ngay từ đầu, đây là địa điểm lý tưởng nhất. Và không phải ai cũng có một lần trong đời có thể đứng chứng kiến màn pháo hoa gần và đẹp mắt đến như vậy. Vâng, và bây giờ về những vị khách của chương trình. Hai vợ chồng đến từ Quảng Ninh. Vâng, bạn nói gì ấy, nhìn thấy pháo hoa và nói một điều ước nào đó cho gia đình và cho bản thân? Em ước hai bé của em thật là mạnh khỏe, vợ chồng là hạnh phúc ạ. Và tôi cũng tin là tất cả những điều ước trong đêm giao thừa dưới bầu trời đầy pháo hoa này sẽ trở thành hiện thực. Và tôi cũng mong rằng hai bé sẽ mạnh khỏe và bố cũng dần mạnh khỏe, mẹ cũng dần mạnh khỏe để chúng ta còn đồng hành nhiều năm với nhiều pháo hoa hơn nữa, đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng tất cả mọi người nhân dịp năm mới.